Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp của bà con tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Huyện Di Linh thực hiện tái canh, chuyển đổi 2.400 hectare cà phê già cỗi năng suất thấp sang giống cà phê mới có giá trị kinh tế cao. Phát triển nông nghiệp góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của thành phố Đà Lạt đạt 79 triệu đồng một năm. Mạnh tay xử lý tình trạng buôn bán vận chuyển thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam khẳng định vị thế thứ hai thế giới về xuất khẩu quả vải. Chuyện nhà nông, các giải pháp triển khai chương trình OCOP Lâm Đồng từ nay đến hết năm 2020. Thưa quý bà con, với người trồng cà phê, việc tái canh vườn cà phê là biện pháp hữu hiệu giúp nông dân trẻ hóa vườn cà phê già cỗi bằng những giống cây trồng mới cho năng suất cao và kháng bệnh tốt. Xác định mục tiêu quan trọng này, năm 2019, huyện Di Linh thực hiện tái canh, chuyển đổi 2.400 hectare cà phê già cỗi năng suất thấp sang giống cà phê mới có giá trị kinh tế cao. Trong đó, trồng tái canh 900 hectare, ghép cải tạo 1.500 hectare, nâng diện tích cà phê tái canh toàn huyện đạt gần 23.000 hectare. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã tổ chức tái canh gần 1.000 hectare, đạt 50% kế hoạch. Năng suất cà phê sau tái canh đạt bình quân 4,5 tấn trên 1 hectare. Theo ngành nông nghiệp Di Linh, để chương trình tái canh, ghép cải tạo cà phê hiệu quả, ngành phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trong huyện, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức về hiệu quả chương trình tái canh, đồng thời nâng cao vai trò, năng lực cán bộ khuyến nông cơ sở, làm cầu nối, hướng dẫn cho bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân tiếp cận và áp dụng kỹ thuật tái canh một cách hiệu quả. Toàn huyện Di Linh hiện có hơn 44.000 hectare cà phê, chiếm trên 90% diện tích cây lâu năm của toàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương cho biết, hiện nay trong tổng số 38 công trình thủy lợi trên địa bàn thì mới chỉ cung cấp được nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho 2.300 hectare, trên tổng số 20.000 hectare đất sản xuất tại địa phương. Ngoài ra, số diện tích còn lại sử dụng nguồn nước từ các khe suối và nguồn nước ngầm, nhưng điều đáng lo là mực nước ngầm đang có xu hướng giảm. Cụ thể, theo ngành chức năng huyện Đơn Dương, về cơ bản, mặc dù hiện nay địa phương vẫn chủ động được nguồn nước đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân, tuy nhiên qua kết quả khảo sát thời gian gần đây cho thấy mực nước ngầm và nước mặt đang có xu hướng giảm. Nhiều diện tích sản xuất không còn bảo đảm đủ nguồn nước tưới. Chính vì vậy, địa phương đã chủ động xây dựng các giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng nguồn nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, thường xuyên gia cố lại các hệ thống ao hồ, nạo vét sông suối, đồng thời rà soát các công trình thủy lợi, đề xuất các ngành chức năng sớm đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo nguồn nước sản xuất của người dân trên địa bàn. Xin được chuyển đến một thông tin rất đáng quan tâm khác. Theo thống kê mới ghi nhận từ thành phố Đà Lạt, thời gian qua, việc có thu nhập cao từ nông nghiệp đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của thành phố Đà Lạt đạt 79 triệu đồng trên một năm. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp cũng đồng thời giúp thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, hiện Đà Lạt có trên 5.900 hectare đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đạt 56,8% diện tích đất nông nghiệp, hàng năm cung cấp cho thị trường hơn 2 tỷ cành hoa, hơn 400.000 tấn rau các loại, thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích, xếp hạng cao trên toàn quốc với 350 triệu đồng trên 1 hectare đất sản xuất trên năm. Giá trị ngành nông nghiệp đóng góp từ 16 đến 17% trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp phần ổn định và nâng cao đời sống cho trên 13.000 hộ gia đình và giải quyết việc làm cho sắp xỉ 40.000 lao động. Liên tục chương trình, Bộ Công Thương cảnh báo thiếu nguồn cung thịt heo dịp cuối năm. Chuyên mục con số hôm nay, Việt Nam khẳng định vị thế thứ hai thế giới về xuất khẩu quả vải. Chuyện nhà nông, các giải pháp triển khai chương trình OCOP Lâm Đồng từ nay đến hết năm 2020. Xin được chuyển đến những câu chuyện đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Tình hình dịch bệnh tả heo châu Phi đang diễn biến vô cùng nhanh và phức tạp, khi mới đây thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương tiếp theo bị xâm nhiễm dịch bệnh nguy hại này. Trong khi đó, tình hình heo bệnh, heo chết không được xử lý đúng yêu cầu, việc vận chuyển buôn bán thịt heo bẩn, thịt heo không có nguồn gốc vẫn diễn biến,
tiếp tay cho sự lây lan nhanh của dịch bệnh này và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mới đây, tại chợ xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, đoàn kiểm tra liên ngành huyện này đã phát hiện hàng trăm ký thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, thịt heo đông lạnh để lâu, bốc mùi hôi thối, không có dấu hiệu kiểm soát, giết mổ. Theo đó, tại sạp thịt heo của bà Trần Thiện Thanh, sinh năm 1981, cư ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, đoàn kiểm tra đã lập biên bản buộc tiêu hủy toàn bộ số thịt heo nói trên. Sau khi Ủy ban Nhân dân xã nhận bàn giao số thịt heo này, đội thanh niên xung kích xã Tân Thuận Bình tiến hành các bước tiêu hủy 355 kg thịt heo không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của ngành chức năng. Tại tỉnh Cà Mau, mới đây trạm kiểm soát động vật Cây Trâm đóng trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Cây Trâm, xã Định Bình, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau phát hiện xe tải biển số 94C01985 do ông Lương Chí Phương, sinh năm 1978, ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu điều khiển, chở 112 kg thịt heo đi theo hướng từ Bạc Liêu về Cà Mau và bị phát hiện xử lý. Qua kiểm tra ban đầu, số lượng thịt này không có dấu kiểm soát giết mổ, không có giấy kiểm dịch động vật. Theo đó, ngành chức năng tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với số tiền 7 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số thịt để tiêu hủy. Thưa quý bà con, có thể thấy ý thức người dân, hộ kinh doanh trong việc phòng chống dịch là rất quan trọng. Thế nhưng điều đáng buồn và đáng trách là dù ngành chức năng rất nỗ lực trong công tác phòng chống, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, nhưng tình trạng vứt xác heo chết ra ngoài môi trường vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Trong khi đó, mặc dù các xã, huyện đã được đề nghị xây dựng sẵn kịch bản để ứng phó với bệnh dịch tả heo châu Phi, nhưng thời gian qua vẫn còn có những lúng túng trong công tác tiêu hủy heo bệnh, xử lý hố chôn. Tại tỉnh Bạc Liêu, ở một số tuyến kênh ngay tại vùng dịch, không khó để bắt gặp xác của những con heo trôi trên mặt nước. Việc vứt xác heo bệnh xuống kênh rạch là một hành động cực kỳ nguy hiểm, vừa gây ô nhiễm môi trường nước, vừa phát tán mầm bệnh lây lan ra diện rộng, rất khó kiểm soát. Trong khi bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn còn những diễn biến rất phức tạp và gần như cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này, thì hành động vứt xác heo xuống kênh rạch sẽ làm cho việc phòng chống lây lan dịch bệnh ngày càng trở nên rất khó khăn. Bên cạnh tình trạng vứt xác heo xuống kênh rạch làm ô nhiễm môi trường, phát tán mầm bệnh, thì việc xử lý các hố chôn heo cũng là một vấn đề phải hết sức quan tâm. Một số hố chôn đã bắt đầu bốc mùi hôi thối, đặc biệt là trong mùa mưa, rất dễ xảy ra ô nhiễm môi trường, kể cả có thể phát tán mầm bệnh từ các hố tiêu hủy heo bị bệnh không đúng yêu cầu như thế này. Thưa quý vị, cho đến nay chỉ còn rất ít tỉnh chưa có dịch tả heo xâm nhập. Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tả heo châu Phi đang ảnh hưởng đến nguồn cung thịt heo trong dịp cuối năm sắp tới. Do cấm tái đàn ở một số địa phương đang trong quá trình phòng chống dịch tả heo châu Phi, có khả năng thị trường sẽ khan hiếm thịt heo vào cuối năm và Tết Nguyên Đán. Ngày càng có thêm nhiều ổ dịch mới được phát hiện ở các địa phương, trong khi vẫn chưa có biện pháp kiểm soát hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Bộ Công Thương khẳng định chắc chắn nguồn cung thịt heo sẽ bị thiếu trong thời gian tới, đặc biệt là dịp cuối năm. Vì chúng ta tưởng tượng rằng nếu 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng nữa trước Tết mà không có mặt hàng thịt lợn, thì như vậy sẽ rất ảnh hưởng trước hết đến đó cái sự về phát triển kinh tế nói chung, rồi là trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành chăn nuôi nói riêng, nhưng ảnh hưởng kể cả vấn đề cung cầu về thực phẩm, nhất là những mặt hàng về thịt, đây là mặt hàng thịt lợn cho tiêu dùng, cho người dân và có thể ảnh hưởng cho đến cả cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Giải pháp cấp bách nhất và cũng là thực tế nhất vào lúc này chính là cấp đông thịt heo để dự trữ, đảm bảo nguồn cung. Tuy nhiên, việc cấp đông thịt heo không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2, dù nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Hỗ trợ về tài chính rất tốt, hỗ trợ về tiền điện là cấp đông rất tốt, hỗ trợ về kiểm dịch tất cả mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có vấn đề là phải bảo hiểm của chúng tôi. Nên tôi đề nghị Bộ Tài chính nhân cái việc này phải có một chính sách bảo hiểm cho thịt lợn cấp đông thì chúng tôi mới dám làm. Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Sở Công Thương các địa phương tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, thị trường, chỉ đạo tăng cường thu mua, giết mổ, chế biến và cấp đông các sản phẩm thịt heo an toàn. Nhưng xem ra, những biện pháp này chỉ hiệu quả khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Quý vị đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. Số 2 là con số mà chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay muốn nhấn mạnh. Việt Nam hiện đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu trái vải. Thưa quý bà con, về mặt sản lượng, vải thiều Trung Quốc hiện đứng đầu với sản lượng hơn 2 triệu tấn một năm. Thứ hai là Ấn Độ với 677.000 tấn một năm. Việt Nam đứng thứ 3 với sản lượng 380.000 tấn một năm. Tuy vậy, trong xuất khẩu trái vải,
Hiện đây có một điều thú vị là Madagascar, quốc đảo được ít người biết đến, hiện lại đang chiếm tới 35% thị phần vải xuất khẩu thế giới. Tiếp theo là Việt Nam chiếm 19% thị phần, Trung Quốc 18%, Thái Lan 10% và Nam Phi 9%. Theo đánh giá, hiện chất lượng quả vải của nước ta thuộc loại tốt nhất so với các nước cùng trồng nhiều vải như Ấn Độ, Trung Quốc. Trong năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của quả vải, nhãn và chôm chôm ước đạt 324,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 10,4% của tổng kim ngạch xuất khẩu các loại hoa quả. Đồng thời, đây là 3 trên 10 loại quả nằm trong chương trình tái cơ cấu nông nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý, những mô hình hay trong hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Tại tỉnh Lâm Đồng, để hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều giải pháp hướng về cơ sở. Một trong số đó là việc khởi động chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn năm 2018-2020. Xoay quanh các giải pháp triển khai chương trình này, từ nay đến hết năm 2020, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Sĩ Bích, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Mời bà con cùng theo dõi. Thưa ông, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng sẽ triển khai những giải pháp nào để có thể hỗ trợ các đơn vị tham dự chương trình mỗi xã một sản phẩm một cách hiệu quả hơn ạ? Tỉnh Lâm Đồng thì sẽ triển khai hỗ trợ một số cái nội dung, tức là để làm sao đó để công nhận khoảng 20 sản phẩm truyền thống của địa phương. Thì cái nhóm sản phẩm này thì chủ yếu là cái nhóm sản phẩm truyền thống. Ví dụ như sản phẩm artiso, dâu tầm tơ này, rau củ quả này, hoa này, rồi một số cái sản phẩm của các cái làng nghề truyền thống. Với những cái nội dung phê duyệt như vậy ấy, thì đến 2019 ấy, thì tỉnh Lâm Đồng đã được Trung ương lựa chọn là một trong 10 tỉnh thực hiện điểm cái chương trình này. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi có đề xuất thêm một cái chương trình thực hiện điểm với cái nguồn kinh phí thì cũng khoảng cỡ độ 10 tỷ. Trong đó thì cái kinh phí ngân sách địa phương thì khoảng 2 tỷ rưỡi. Và cái nội dung trong cái chương trình điểm này thì sẽ kế thừa cái chương trình trước thì sẽ công nhận thêm 30 sản phẩm và tổ chức một số cái mô hình, ví dụ như là cái mô hình trưng bày sản phẩm hợp tác xã cái doanh nghiệp để làm việc. Thì với những cái nội dung như vậy ấy, thì chúng tôi hỗ trợ cái chứng nhận sản phẩm này, chương trình hỗ trợ mẫu mã bao bì, chương trình hỗ trợ về cái xúc tiến thương mại, và cái quy trình thì phải hướng dẫn chi tiết cho các cái tổ chức, các cái cơ sở, các cái hợp tác xã, các cái doanh nghiệp từ cái khâu đăng ký sản phẩm, lập phương án sản xuất kinh doanh ra sao đó, rồi trên cơ sở đó rồi thành lập hội đồng chấm điểm và tổ chức cái xúc tiến thương mại sản phẩm. Thưa ông, bên cạnh sự tác động của ngành chức năng thì theo ông, bản thân các đơn vị cũng như địa phương cần phải làm gì để khi mà dự án mỗi xã một sản phẩm không còn triển khai thì bản thân những sản phẩm đó vẫn có thể có được chỗ đứng cũng như là có triển vọng phát triển trong tương lai? Chương trình này là nó gắn với cái chương trình xây dựng nông thôn mới và một loạt các cái đề án về cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Chúng tôi cho rằng là ngoài cái sự hỗ trợ trực tiếp trong cái chương trình này thì ở đây nó phải lồng ghép gắn với cái chương trình hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, các cái chương trình về cái hỗ trợ phát triển hợp tác xã và một số cái chương trình về cái phát triển ngành nghề nông thôn. Cái việc mà triển khai những cái nội dung này thì cái điều đầu tiên là chúng ta phải khẳng định là ngoài cái hỗ trợ của nhà nước thì anh phải mang đến những cái chất lượng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là phải đảm bảo này, ví dụ như mẫu mã sản phẩm này, và cái câu chuyện về cái xúc tiến thương mại không phải là trong chương trình hỗ trợ này mà địa phương, các cái địa phương cấp huyện và cấp tỉnh sẽ phải triển khai tiếp tục trong cái thời gian tới. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ. Thưa quý vị và quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của chuyên mục Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc có thể gọi điện thoại về số 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.